Hi, Ly xin chào mấy chị sen đá. Hôm nay Ly sẽ quay vài mẫu để bán nha mấy chị. Để theo yêu cầu mấy chị. Bữa nay là tháng 9 ngày 22/2024 ha. Số điện thoại của Liên là 408-834-5979, nay ngày chủ nhật. 10 giờ. Hôm nay mùa thu, hồi sáng giờ Liên đứng đây là 7-8 giờ Liên dậy sớm mà không có nắng. Bây giờ là bắt đầu ánh sáng lên rồi ha, nắng sáng lên rồi mấy chị sẽ ngắm được những cái cây thật là rõ ràng, màu rất là đẹp. Rồi Liên sẽ có vài mẫu để bán cho mấy chị nha. Rồi, số điện thoại của Liên là 408-834-5979. Liên đưa xe hai mấy chị ngày chủ nhật, mấy chị vui khỏe bên gia đình ha. Rồi có ai yêu thích mẫu sen nào thì gọi Liên đem về vườn ha. Bây giờ Liên có những cái mẫu collection. Sẽ thấy những cái gì là báo giá luôn cây đó đi, vườn Liên nhiều quá Liên không thể gom lại một chỗ, coi như là bưng tới bưng lui nó nặng quá mấy chị, chứ nó có nhiều cái chậu á. Liên giờ mình cứ đem phone xuống Liên đo sơ sơ rồi báo cây báo giá dáng đó ha. Ở lúc nào có tham thì Liên sẽ quay lại quay từng cây kỹ nhé. Nhưng mà mấy chị cứ chốt cây ha, Liên sẽ lựa những cái cây nào mà tươi trong vườn của Liên, Liên quay trước để mấy chị yêu thích đem về vườn cho nó trưng cho nó đẹp ha. Còn những mẫu kia là Liên sẽ trồng bán tiếp. Báo giá đâu sai. Rồi vô việc đây. Mấy chị ơi, ngắm xem với ba Liên. Mấy chị ngắm giùm Liên cái này. Cái cây này á, nó Liên sẽ đưa tên, tại vì Liên còn không nhớ lâu lắm rồi. Cái này năm ngoái á, Liên trồng ở có trồng ở trong cái chậu ha, thì nó theo season đó. Thì Liên có cái này, Liên collect trong vườn Liên trồng cũng được mấy cây. Màu của nó thì nó đang lên thôi đó, mấy chị thấy không, màu đang lên thôi. Nó từ từ nó sẽ lên màu ha. Rồi cây này Liên sẽ quay bán có rễ mà Liên cho vô chậu, rồi Liên sẽ quay cho mấy chị ngắm dáng nha. Mấy cây này Liên có nhỏ có lớn, có dáng rừng bên kia. Hôm nay là quay vài cây thôi nhưng mà sẽ mấy chị thích cái nào gọi cái đó ha. Ây da, rồi dáng rất là to, một bàn tay để vô nè, đây là hai bàn tay nè. Ngắm bông với Liên nha. Hôm qua Liên làm việc tới 10 giờ đây, tới 1 giờ luôn, để Liên có cái con rồng ở bên đó đó. Liên sẽ mấy chị cùng ngắm với Liên con rồng này, Liên mới làm tới 1 giờ đêm đó. Ha, rồi giờ ngoài cây bán báo giá đây, cây này bự lắm nha, để nó đo sai là Liên báo giá nha. Bề ngang tới 16 16 10 16 17 lận nha, 16 ở 15 hả, sao thấy 15 mà ấy da cái thứ của mình, nhưng mà Liên thấy 17 16 tại đây ha. Đó, 15, 16 đi. Nói chung là tại vì nó lượng quá, khó có đo. Ở trên là rõ ràng, Liên thấy nó rất là bự. Cãi nó đi, mấy 1, 2 inch mấy chị không sao ha. 12 ở trên nha. Cái chiều cao là 12, chưa tính đế. Và nếu mà đế nữa, Liên nghĩ là chôn mất, thường thường chôn mà Liên mấy inch là khoảng 14, 15 ha. Màu thì này đang đang chuẩn bị lên màu, mùa này mùa thu á, từ từ lên mấy chị. Có những cái cây nó lên màu chậm, những cây nó tỉnh màu đẹp ha. Thì giờ lấy cái nào quay cái báo bán trước nha. Cây này nè, Liên quay cái này nó có cái vết gãy cái bông bên farm á. Đâu rồi, sao quay hồi lắm mấy chuyện thế đó, chị thấy không, cái này tỉa thôi nó lành lặn, không có rễ bị gì hết nha, nhìn này không thấy luôn nha mấy chị đó. Rồi bự quá là bự luôn. Rồi báo giá cái này Liên gọi Liên nha, 300 Liên mới bán được. Ở trong kia Liên vẫn có một cây mỗi dáng ha, một cái tầng, hai cái tầng, ba cái tầng, bốn cái tầng, năm cái tầng. Cái màu nó lên rất là lạ luôn nha, lá bóng. Rồi đi qua Liên đi qua quay cái này đi, giờ đi với Liên nè, thấy cái gì bán cái đó. Cái này nó xanh,
Nhưng mà nàng qua đó chứ chị, từ từ nó đang lên đó. Có những cái cây Liên giới thiệu trước để em nhớ đó. À, lần sau là nó xem mấy chị sẽ thấy hiểu Liên nói cái gì. Có những cái cây nó theo season nó sẽ lên màu. Bây giờ nó xanh hết vậy. Rồi Liên bán cây này nha. Có cái cây có chị kia yêu cầu. À, Liên quay cái dấu này trước nha. Này nó có cái vết này nè. Nhưng mà cái cây thì rất là đẹp. À, bông nè. Nó lai in fairy ha. Black Diamond với lại một cái impenting nhân là 15 nhân 4 ha. Đây. Thì cái dáng cây mấy chị ngắm giùm Liên ha. Nè. Đó, chậu dáng ha. Size cây này là 18 nè mấy chị. Đây nè, xin lỗi, nãy Liên chưa đưa xuống 18 nè, 17 18 nha. Đó, 17 18 mà nó y chang như cái đó đâu, 15 là Liên chồng nó lên nữa ha. Còn cái đế cao là đúng là 12, ở dưới là đúng là 14, 15. Tại vì cái chân đế thường thường cái loại dáng cây này nó hay cao lắm. Ôi trời ơi, vô đây nguy hiểm quá mấy chị ơi. Đứng lên đứng xuống chắc gãy cây. Có sình trong đây không mà riết hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi mấy chị ơi, ủng hộ Liên hết chỗ rồi. Này lá khô nhiều quá mấy chị ơi. Ây da. À, cây này nó hai băm loại giống cây nó miết vô á. Thì cái này Liên bán 300 ha. Đó, gọi Liên đi coi cái này lá khô mấy chị ơi, có mấy chị nói là Liên đừng có lặt lá khô để chị lặt cho đây nè, có rễ ha. Rồi Liên lắp nó lại cái ấy da, nó sắp sửa tới ngày tới cây mấy chị chốt đi ship luôn. Cô già nó chặt chỗ quá, quay không được. Rồi ơi nó chật chỗ quá. Rồi cây này nó có bị vết bên này nè, nên Liên bán 300 ha. Lúc trước Liên cũng có kêu cây này là 450. 400 chứ hả? 450. Ờ. Đó, thì mấy cái hàng này thi cúp ha, short clip ha. Thì nó bị cái đó đó, ai mấy thì Liên bớt nhiều để mấy chị đem về vườn nha. Rồi ai về vườn lặt lá giùm Liên nha. Ơi da, rồi đẹp quá nè, quay lại cái nữa. Cây này nó mất nhiều thứ vô nha mấy chị. Rồi ngắm dáng giùm Liên nha, đi qua mẫu khác nha. Trời cây này nó tỉnh đẹp quá, đang lên màu nè, giờ cũng lên màu ha. Đây, cái cây này Liên nói màu ngộ ngộ nè mấy chị, nó sẽ lên màu, bây giờ đây nó không lên nữa. Cái lỗi nó sẽ lên. Tại này hàng va đó, tướng dáng nó rất là dày. Thân nó rất là dày, short leaf, dáng đẹp không? Cây này cuồn cuộn luôn á. Một ở này nó nói sao ta, nó chạy từ đây nó chạy lên rồi nó chạy qua nó chạy lại chạy lại nó chạy lại, khó diễn tả quá. Bữa nào để Liên quay ra cho mấy chị coi sơ sơ ha. Cây này Liên để một giá là rất là tốt từ lúc về, nhưng mà thân này rất là già, Liên bán có 300. Thật sự ra cây này là Liên để lâu lắm rồi đó, nó tốt á. Cái cây này bây giờ giá thì chừng cầm 300 mua lại cũng được, không có hàng nữa mấy chị ơi. Cái này 14. Chưa tính đế là khoảng 16. Cái này nó khó đo lắm, mà 12, 14. Tại vì cái độ dày của nó để đi xoắn ngang tới 15, 16. Mấy chị thấy hiểu Liên nói không? Cái độ nó lượn nè, mấy chị thấy nó lượn ra ngoài không? Đó. Rất là đẹp, phải 300 không ta? Hình như 350 chứ không phải 300. Ây da, không nhớ nữa. Đã lát nữa coi lại cái. Rồi giới thiệu thêm cái gì nữa ta. Có những cây bán mà chỉ có không bưng ra, không biết có mấy chị có Voodoo. Đẹp quá hả? Chanel Roll. Ồ lo bán hàng cái quên. Nè mặt sau nữa mấy chị thấy bự không? Cái chậu này Liên có bán cái vườn của Liên ha. Hình như là 32 hay 35. Chắc mua đồ của Liên như 30. Cái chậu này rất là giá tốt quá. Ây da. Ui da ơi. À, cây này nó có mấy cái nhánh hơi ấy gãy thì Liên có on sale. Cây này là 65. Tại cái này là hàng rare màu chocolate. Ừ. Còn cây nguyên là 85. 85 là giá cũng đặc biệt nha mấy chị. Tại cây này lúc mới là 101. 100, 101. Giá giờ là rất là tốt. Liên có hai cái đó. Giờ thấy cái gì quay cái đó nha, ai thích cái gì gọi đi. Giờ Liên cái cây này rất là đẹp,
nó sẽ lên màu. Bữa Liên bán giá ok lắm mà thấy mấy chị nào gọi hết à. Cây đẹp quá nè, nó chỉ có lỗi chút xíu ở đây, giá quá tốt, dáng nó chỉnh lại rất là đẹp nè, chị thấy không? Trồng thẳng lên đẹp lắm, lượng nè. Liên bán lúc trước có 65 đồng mà người gọi ha, đẹp quá, chuẩn bị lên màu yellow Halloween. Đó đó đó. Rồi Bubble Cloud giờ này mới tỉnh, thêm miếng đất tưới nước nha. Ê da, có gì bán nữa đây? Đó mấy thầy chị, mấy chị thấy không? Có những cái cây á, từ từ nó mới lên cái màu. Đó, mấy chị thấy không? Cây này dê nó bị lỗi ngay đây nè. Đó. Đồ nó bị gãy ở đây nữa nè, nhưng mà nó sẽ mọc lại mà chưa tỉa ra. Hai cái gãy này nhưng mà nhìn là không thấy gì hết. Ai muốn collect này gọi Liên ha, Liên sẽ bán giá đặc biệt nha. Ok, đó, 1 2 3 4 găng tay. Này mới nhìn, mấy chị nhìn đi, không hề có một vết tích gì là dấu vết hết ha. Cây rất là khỏe mạnh đẹp. Ồ quên nữa. Cái này nó mọc em bé nãy Liên bưng nó rớt xuống đó. Này coi. Mấy chị coi nè. Đó, đẹp không? Cái nó gãy cái bông mà nó lên lại nè, mấy chị thấy không? Này hàng rare nha, ít có lắm, nó lên mấy cái bông nhỏ nhỏ ngay đây nè. Nó cover lại nên giá cây này đặc biệt, không thấy gì ha, chỉ ở phía sau là Liên soi mối nó thôi chứ thực ra nó không thấy gì hết. Cái chị nào tìm cái này thì gọi Liên liền nha. Cây này Liên sẽ bán 180 đồng tại vì hàng khoét lớn nha mấy chị. Một mà hàng khó kiếm nữa, khoét nhỏ của những bàn tay của Liên bán 120 tại vì Liên có bán qua mẫu này rồi. Rồi đi bán cái khác. Ồ quên, báo giá rồi, 1.8 mà không phải đo chứ. Xin lỗi mấy chị. Đó, bề ngang là 14. Ha, 13, 14. Cái lượng đó mình chưa tính đó. Nên là 9. Nhưng mà tính đế nữa là liên thỉnh là 11. Chiều cao 11 đi ha. Nè, ngang không là mấy chị thấy em từ đây đã 14 rồi. Nếu mà mình đo không có cân bằng là cũng 14, 15. Mấy chị thấy nó lượng không? Cái dòng cung nó chạy rất là 1 2, 3, 4 ha, 4 ngàn rưỡi luôn. Cây này rất là to, 180 chốt liền cho Liên dùm ha. Cái này Liên bán đặc biệt lắm nha. Còn cây bên đó thì một cái dáng gọi là dáng collection khó kiếm nhân lơ, size lớn lắm. Cái loại đó chút xíu thì Liên cũng bán 300. Mấy chị yêu thích thì khiêng về ha. Mấy chị thắc mắc là giá nó trên lệch cây này đó. Liên có mấy mẫu hàng này nha. Cây này là Maggie bóng đẹp lắm. Maggie khác Michi nha mấy chị. Michi nó khác Maggie. Liên có bán cái chậu này ha. Chậu này Liên bán 20 nha. Cao là 12. Để cho mấy chị trồng thang chùm á, ngang là 10 ngang 6 ngang 7 gì đó. 20. Đáng lẽ là 25 mà Liên bán vô cây thì 20. 22 chứ ha, 22. Xin lỗi 22. Đó, cái chậu má phao đó mấy chị chân nè. Không, Liên làm chậu này là để có chị mấy chị ở xa tới tặng á Liên ơi. Bây giờ không có gì tặng hết á, là Liên vô chậu sẵn vậy nè. Cái mấy chị tới khiêng cái chậu đi ha. Nếu mà khiêng đi thì giá đó, đất á, thì thay vì Liên bớt thì Liên giống như phi đất nha, tại đất Liên rất là tốt. Rồi vậy đi, là Liên đánh sao quên nó, xin lỗi, báo giá cái này để cho mấy chị online mua. Cây này 85 nha, chân cao lắm, Liên chôn rồi. Liên size này order Liên nhớ là 12 13 inch á, cao á, nó hai găng tay hơn nha, tại Liên chôn xuống cho nó hợp với cái bình á. Bông á, bông này là 6 inch nè mấy chị thấy không? 6 in nè, 6 tới 7 in nè ha. Cánh nó giận rất là đẹp, bóng nha mấy chị. Còn lúc nó ngủ thì mấy chị nhìn mặt nó ngủ nè, đó, mặt ngủ nè. Đó, mặt bung nè, đẹp quá chứ chị ha. Mấy cây này là dạng cánh, để lát nữa Liên chia sẻ cái kiểu mỗi cái cây á ha. Cái này 85. Ai nhớ giá dán lại nha. Liên đem cái giá dán đâu rồi, lát Liên dán lại. 85 đồng cây này. Mấy cái này Liên cũng báo giá qua rồi, bữa là 70, 75 tùy cây ha. Tập trung bán hàng khác cho mấy chị. Liên on sale cái này mấy chị ơi.
Cái này 40, cây rất là khỏe đẹp ha, rễ nó đang muốn mọc ha. Thì ai nhanh tay, Win còn có hai bụi à, liên bán liên rình ha, để mấy chị có hàng chơi á. Đó, cái này Liên sẽ bán là 35 đồng, bớt 5 đồng một cái mấy chị. Cây khỏe mạnh nha, thí dụ có bao nhiêu bông là Liên đưa bao nhiêu bông rớt ra thì trồng lại đừng có lo. Đang một rễ Liên trồng rất là tốt, mà Liên không có thời gian chỉnh đốn nó lại mấy chị. Nó muốn mọc rồi. 35 đồng gọi Liên ha. Còn mà mấy chị mà mua cái gì có thêm món hàng nào á, là Liên vừa bán vừa có quà tặng á, thì Liên sẽ bán giá 30, là thêm 5 đồng nữa nha. Tại vì Liên có hai bụi này Liên muốn bán, chứ mấy chị mua thấy Liên bán giá tốt, cho mấy chị mua có một cái tiền shipping nó cũng vô vậy. Rồi Liên sẽ luôn, nếu mà mua cái nào được thêm một cái nữa cho Liên á, là Liên bán 30 giỏ. Mấy chị thấy không, dễ thương không, là giống như làm quà nha mấy chị. Giống như là mình vừa bán này có rễ ha, Liên trồng rất là tốt khỏe mạnh nha. Đó, mấy chị cứ mua bất cứ cái nào, tại vì Liên sợ mấy chị mua con cái shipping mất công lắm ha mấy chị ha. Đó, thì đó, cái này rớt ra lá này nè. Mà lá này rớt ra nó cũng lên con lại nữa. Nhưng mà Liên thì vườn Liên nhiều lắm, không có trồng được, không có thời gian trồng. Rồi ha, mua riêng 35 thì ai chấp nhận shipping nữa tùy. Còn nếu mà mua thứ gì, cây gì thêm của Liên thì Liên sẽ bán 30 để cho mấy chị đỡ tốn tiền shipping mua cái khác á, ủng hộ Liên cái khác. Rồi, ở đây cũng được, mua thêm cây thêm đồ là Liên sẽ bớt cho 30 cái. Rồi, bán cái khác. Giờ thấy cái gì bán cái đó. Liên cũng có mẫu này trong vườn, bữa Liên bỏ vô chậu đằng kia. Đợi mẹ chút. Cái này Gotland ha, Gotland là cái cây khoét Liên cũng có. Quay bên này nè, nhưng mà cái này Liên cũng có bán luôn ha. Đó, đó mấy chị thấy không, cái hàng này hàng đẹp nha, va rất là đẹp. Ồ, con công bên kia cũng là nó đó. Liên bán 80 một cái ha. Gọi Liên nha, còn cái này khoét collection, ai muốn phải gọi Liên. Gì vậy baby, chào mẹ. Liên quay báo lại cái này bự mấy chị ha. Đó, phua tròn, này lá khô nè, màu rất là đẹp, cánh tròn dày ha, size lớn lắm. Đây, thấy mấy chị thấy bự không? Rồi cái này 85 nha, size khủng là một tay đã một một cái bông rồi ha. Mấy chị nhìn nè, 1 2 3, 85 đồng gọi Liên ha, giá tốt nha. Cây bự quá nè, 85 lát nó Liên vô. Liên quay cho chị nào chưa có gọi Liên nha, Liên báo giá luôn 85. Trời ơi, cái cây nó đẹp không mấy chị, cây đó 70 mới bán được, cái đó hàng lai mới, mấy hàng ba đó. Có ai yêu thích loại này không? Loại này, ây da, đây. Loại này hôm bữa Liên có bán là 75. Hôm nay Liên on sale để cho hàng mới về ha, là Liên sẽ bán là 70, lô 65. Gọi Liên nha, Liên viết giấy vô 65 đồng nha. Rồi, mấy cây này quá đẹp mấy chị ơi, mấy cây này phải 80 mà chị ơi, 80. Liên có cái cây này hai màu nha, hôm nay Liên muốn bán. Ngắm giùm Liên khoét hai màu, mờ quá không chị. Sọc cái lá hai màu mấy chị, đó xanh đen, cái này bông xanh nè, rồi đỏ tím ha. Cây này rất là đẹp. Lý do Liên on sale đâu rồi? Bây giờ đợi Liên chút. Có ai muốn đem về lặt lá giùm Liên không? Liên bận quá không có lặt lá. Cây này là collect trong vườn của Liên đó. Để Liên quay cho kỹ nha, lá khô dưới đây nè. Cây nè, cái này lá xanh Liên đụng nó rớt xuống cái lá xanh nhỏ xíu xíu. Liên clearing ok mấy chị ơi, hết chỗ rồi, đẹp không? Hai màu nha. Liên quay cái này chút xíu, cái này em bé đang mọc nè. Đó, có nghĩa là Liên ý Liên nữa là cái cây này là nó có gãy, nó cũng có cái đường cover nó lại nha mấy chị. Này nó khô rồi nè, cái lỗ này là lúc Liên mua về nó có sẵn. Nó không bị gì hết, nó khô nè, mấy chị ngắm kỹ để Liên đó, nó khô mài rồi nè mấy chị thấy không? Đó, cái trong đây là lá khô để Liên môi cho mấy chị coi.
Để hôm nay chị lấy máy thổi á, thổi giùm Liên, tại vì nó phải có cái không lấy nhíp nhỏ gấp giùm Liên, tại cái cây dán này nó sao ta, nó quái á, nè nó quái nè, cái đầu nó quái tùm lum đó, rất là đẹp. Chị thấy không, cây có rễ tỉnh ha. À, đó, à, đây đang một em bé luôn. Thì cái này va nhiều hay va ít á, biết bên hai màu thì tùy theo cái vườn của mấy chị trồng ha, khí hậu nó sẽ lên, nhưng mà này hàng va thì nó cũng sẽ va, nó không phải là hai màu riêng lá mà nó có va ở trong đó. Chết chết rồi, cái này do liên lạc lá nó gãy mấy chị. Ừ chết rồi, cái này là liên đang định lấy lá cho mấy chị coi đó, mà rốt cuộc liên vào nó gãy miếng. Cái chị ngắm nè. Ta lỗi tại ai, lỗi tại ai, hồi không tái máy nữa, không gãy nữa, uổng. Tại Liên đang lặt mấy cái lá này phải tỉ mỉ lắm, nó nhỏ xíu à, nên nó khô á, nên nó nhỏ. Bới người ta. Xin lỗi mấy chị, bây giờ xeo cái cây này nha, nhưng mà mấy chị đừng có lo nha. À, cứ dưỡng rễ là nó sẽ ra lên em bé lại đó, ý là Liên chỉ cho mấy chị show up mấy cái này là tại vì cái loại cây này nó sẽ mọc lên em bé lại vậy đó, phải chờ thời gian nó rễ bám vô đó. Thì ai muốn trải nghiệm hồi không lặt nữa lại gãy, tại cái cây đó nó nhỏ quá. Xin lỗi chị nào mua nha. Liên cầm cái nó gãy luôn. Liên giật cái lá khô dính vô, bởi vì mấy chị về giật lá cẩn thận hay lấy máy thổi để nó khô thổi nha mấy chị. Nè. Đó. Nhưng mà không ảnh hưởng cây nha, này nhìn đi. Đó, cái thân nó dày nha, nó cuộn như con rắn nè. Anh chính nó giống như ngón tay cầm lên. Lượng sống nè, hai đỉnh ha. Cái này Liên sẽ bán giá đặc biệt là 170 đồng. Có rễ an toàn, Liên chưng cái này lâu rồi, thân già nè. Gõ chắc cuối luôn. Còn mấy cái nhỏ nhặt mà giống như nãy Liên nói không sao, nhưng mấy chị cái tướng là nữa, chủ yếu là cái dáng cây á, tại nó mấy cái loại này nó mọc lại hết á. Mấy chị phải lặt lá ngồi cẩn thận giùm Liên. Thôi Liên đi vậy, chứ đứng đây Liên môi móc hoài. Để Liên ghi xuống 170 đồng nha. Rồi Liên đo cái size này cho mấy chị coi, cái này dáng quái nha mấy chị. Quái đo sơ sơ thôi, tại quái khó đo lắm. À, đo cái chiều để đóng thùng cho mấy chị nha. Quái này 12 ngang ha. Độ dày của quái là 12 luôn. Thấy không mấy chị? Cao, tại vì cây này thích nắng nên để đây. Cao là Liên chưa tính chôn sâu ha, 12 ha. Đó, cái thân nó dày. Quái đây 170 đồng nha. Tại vì này hàng Big Ben hai màu mấy chị ơi. Nè, mấy chị nhìn xa đi. Hàng nhỏ nhỏ Liên bán là một một bên thôi là đã 180 190, bởi này mà là hàng thường thôi, cái này hai màu 170 đồng, gọi Liên liền đi nha, gọi liền. Cái này gì vậy ta? Ồ, cái cục cát nó rớt xuống cái đất. Thôi Liên không máy nữa, nó không gãy của mấy chị rồi. Xin lỗi tình yêu nào của mấy chị nha. Lỗi của Liên nè, lá khô nè mấy chị thấy không, tại nãy Liên ngứa tay, Liên lặt 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 để đây cho nhớ. Thiệt tình, không lặt nữa. Mấy chị về lặt cẩn thận nha. Em bé non nè, cover hết nè, rất là khỏe mạnh. Liên là xôi mối nè, đó, Liên đang xôi cho chị cắm nè. Có một cái cây nè, cây đó Liên không cắt để cho mấy chị thấy. Đó, dán một tầng nè, hai tầng nè, ba tầng nè, đẹp chưa mấy chị? 170 nha. Liên bán cái này để ai về dưỡng cây rồi Liên. Liên có nhiều cây này lắm, cây có rễ. Wow, mấy cái chùm này tỉnh nè mấy chị ơi. Hôm bữa Liên về á, màu á, nó gãy cái bông nè mấy chị thấy không, rõ ràng là lên em bé rất là lẹ nên không có cắt. Liên thấy nó còn tròn xoe. Cái này bữa Liên bán á, bữa cái loại này rare đó, mà Liên bán 80 mấy chị nhớ không. Nay Liên sẽ bán 75 thôi, tại vì mấy cái này giá nó cao. Đẹp quá. Cái này là Pink Walking. Quá đẹp. Xuống cao nha. Phương kinh này 75 đồng, cao lắm. Cao to full 75. Cái này là bữa Liên nói là phiên biết lô kỳ nè. Háp mưa nè, nó tỉnh nè. Vẫn là 75 đồng. Ồ, 70 hả? 75, 75. Cây này chân cao bự lắm đó chị. 75 đồng. Lên màu nha.
Trời ơi, bán cái cây này mà bữa giờ chưa trồng nó lại đàng hoàng. Linh vừa đi quay vừa nói chút xíu ha. Để coi Liên Ngân ở đâu, Liên sẽ bán là xe cái đó. Cây này bữa nó lên màu rất là đẹp, Liên bán có 65 mấy chị, chốt với mấy chị. Cây rất là đẹp lượng lồng. Ủa đi tới đâu là bán cái đó nha. Đó, mấy cây này mấy chị 85. Size lớn lắm nè. Rất là đẹp. Mấy chị thấy không? Quá đẹp luôn. 80. Mấy chị nào cần cái này gọi Liên nha. Hôm nay Liên bán cái này mới về thân già nè, hàng qua không mà Liên gói lại là 130 đồng, có giá bớt hôm bữa Liên bán tới 150, bự lắm nha mấy chị. Thân già thân thụ rất là đẹp. 130 đồng. Quá trời bự luôn, 15 ngàn luôn. Cái nào cũng còn mặt bông hết ha, nhưng mà có cái này là nó rớt cái lá, nhưng mà Liên thấy có cái bông, nó là tùy mấy chị ha. Cây này quá tốt, 130 đồng, mặt bông còn hết nha mấy chị. Đó, chỉ có một cái bông bên này, vậy là rất là tốt rồi, 130. Thân thụ, thân già, ai trồng này là rất là đẹp. Ây da, này Liên để đỡ luôn, Liên có tham. Rồi, cái này nè, Liên vẫn bán là 45 nè, thân rất là đẹp. Cái này có lý do nha, bữa Liên bán hết rồi. Thì mấy chị chốt á, xong có cái chị nào đổi ý nó nằm đây nè, đó, bán hàng cũng cũng tội nghiệp cho Liên lắm. 45 đồng gọi Liên ha. Moonstone lá tròn ngắn nha. Này là pin, cây này dáng cũng đẹp, 45 luôn ha. Đó, cái này là bữa Liên đã nói bán hết rồi, là lý do mấy chị chốt online. Ây da, giờ cái mấy chị mấy Liên, ây da, Liên phải bán lại đây. Mấy chị đổi ý chậm quá, tới lúc shipping là mấy chị đổi ý. Rồi thôi, bỏ qua ha. Giờ mấy chị nào thích thì ủng hộ lại Liên dùm Liên ha. 45 đồng, màu rất là đẹp, tròn ấm. Cây Liên cũng mở ra rồi ha. Tại bữa Liên bán, ủa cái này chết rồi, mình chưa có bỏ đất vô ta. Cây này đẹp quá mấy chị ha. Quá đẹp luôn. Cây này Liên sẽ bán 70, 75 chân cao nè. Liên chưa kịp bỏ chậu. Cái da rất đó. Qua lấy cái chậu ra đó, bữa bỏ cái chậu đẹp, mấy chị mua cái chậu chưa đem lại. Cái này 75 đồng thôi mấy chị. To đẹp ha. Chanel nè. Đây. Chanel cao đẹp với mấy chị. Chanel này 70 ha. Bữa Liên bán 75. 70, có 70, có dáng 70 nè, 70 cao lắm nha. Chanel cao 70. Chanel này 15 cao, 16 luôn, chưa tính chôm nữa là khoảng 18 inch. Bông này rất là nhiều. 70. Đây nè. Bông thì rất là nhiều. Chỉ có một cái là nó có bông nhỏ đây nè đó. Dáng nó uốn cong á mấy chị. Có mấy chị không thích là tại vì nó uốn giống như chị S à. Tự nó cong lượng chứ không phải là để nó nghiêng ngả, mà là cái dáng này nó cong từ nhỏ rồi, nó cong giống như chị S. Dáng này là dáng bonsai á chị. Trồng lên bình rất là đẹp. Nhưng mà Liên biết có mấy chị Chanel thẳng không à. Thường mấy cái dáng này gọi là dáng đặc biệt không mấy chị, nó bay thì nó lượn, nó cong sẵn, không có ai bẻ nó hết. Không phải là nó cong mà nó xéo, mà là nó cong sẵn cái nhánh bông của nó cong, nó thấy chị S không cái gì đó. Thường thường mấy cái này Liên trưng lên trên vườn Liên nhiều lắm, tại vì Liên mấy dáng nó gọi là dáng đặc biệt á. Ây da, cái này bữa giờ không thiếu nước. Liên có cái này á, nó tỉnh lên, nó có rễ, cây nó khỏe ha, thì Liên bán 55 on sale. Liên cho coi mẫu đẹp nè, Liên sẽ có bán mẫu đẹp. Tiếp theo là bên cái mẫu bên này nè, Liên về mấy cái chùm này nè, đẹp lắm. Mấy cái chùm này Liên bán 60 một chùm nha, tại vì nó đẹp lắm. Cái hàng nó tốt quá mấy chị, nè coi nè, va ơi là va luôn mấy chị thấy không? Va ơi là va đẹp lắm. 60 đó. Thân không có cao nhưng mà màu rất là đẹp. Đây, 60. Đẹp không mấy chị? Và hát muôn và quá trời va luôn, cái nào cũng va luôn, 60 muốn một rễ luôn nè. Cái entry thì nó ngắn thôi nha, này chân lùng. Liên đã lên chậu mấy chị thấy không, Liên đã lên chậu nè, là tưới nước vô. Quên, đã lên chậu rồi, nó sẽ phun ra nó đẹp, nó nở ra mấy chị thấy không. Đó, cái chậu này Liên bán như 15 đồng.
15 hay 12 thôi, 15. Rồi cái cây này nó có màu sẵn rồi. Mà Liên bận quá chưa có vô đất ha. Liên để tạm ở đây đất cái lưng vùi 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 nó. Năm ra bữa nay nó cũng ok. Nó cũng đủ ha. À da. Mấy chị ơi, mấy cái cây mà bữa đó nó gọi là lớp đi phôi lớp city đó, mấy chị thấy cái cánh nó đẹp không? Cái này cái cánh này nó hơi gặp lá lúc nó ship đó, nó hơi chạy cũng hơi uổng nhưng mà mấy chị nhìn nè. Rất là đẹp luôn. Ây da, để vô cái chậu nè, cái chậu màu tím á mấy chị thấy không, bông rất là đẹp luôn á. Tươi ơi là tươi luôn nè, thấy không? Quá đẹp. Chậu này là 85 nè, chân bự lắm mấy chị, 85 đồng. Một bụi rất là đẹp. Bề ngang cái bụi bung tới 14 inches mấy chị thấy không? Rất là nhiều bông ha. Đó 85 đồng, đẹp chưa mấy chị? Còn cái chậu này chưa trồng đàng hoàng, Liên có bán cái cây ly chi này nha. Cây ly chi này là 95 đồng tại ly chi Seacup. Liên sẽ trồng lại, nó lên màu hồng ly chi giống như cái này nè. Cái này Liên on sale hôm bữa nè. Đó, on sale 80, mấy chị thấy bông nó đang mọc lại không? Đó, Liên trồng rất là lẹ. Này cũng ly chi ha. Còn cái này cũng là cái loại giống bên đó đó. Mà nó bự, Liên để cái lá này nó hơi dày chút. Ây da. Bán cái gì nữa nè. Nè mấy chị ngắm thấy cái này đẹp không? Cái bình này nửa người Liên á. Collection, My Collection. Cúc My Collection rất là đẹp. Ồ đây Liên đang nói cái dạng bình nè. Thấy không mấy chị, thấy không? Liên vô bình á thì cái tán bình nó hay đưa ra đó. Cái cây này nó khác với mấy cái cây mấy chị nãy. Cây đó cũng 85 mới bán được. Viva tỉnh rồi mấy chị. Bữa giờ Viva Liên giấu qua chạy giấu, bây giờ nay có rễ rồi. Nè Viva vườn của Liên có mấy cây Liên để trong mấy cái hộp hết á. Giờ môi ra bán Viva nè chị. Viva này 70 mấy chị ơi, đẹp lắm. Tại chân cao nhiều bông. Mấy chị mua cái gì của Liên đi là 65 ha. Đó, chân cao. Cái này tại cái dáng cây cái loại này nó rơi ra đó, nó không có gãy gì hết mà nó chỉ vậy đó mấy chị ơi. Đó, mua gì đi 65 đồng. Còn đây là ấy da, cây này là 7 màu á, cho nó xít á, nó khỏe mà nó chưa lên màu hẳn ha. Trời tê tài quá. Đang kiếm cái gì bán cho mấy chị. Ôi cái tờ giấy đâu mà cầm cái viết không à. Chết rồi. Chắc nói miệng có gì mấy chị chỉ cho Liên lại nha, cầm giấy làm không kịp. Cây này super ben lên màu rồi mấy chị, có rễ nè. Cây này dáng rất là đẹp. Mấy chị thấy không? Đây là bề ngang super ben to lắm. Super ben lên màu hết rồi nè mấy chị, rậm rạp, bự không? Dáng này rất là đẹp. Cây này 17 inches. Chiều dài 17 inch ha. Rất là dài luôn. 17, 18 mấy chị thấy không? Rõ ràng không? Đây nè. Đó. Liên đo chính xác. Ở chưa tới nữa nè ha. Cái cuốn nó nằm đằng đây lần, thấy không? 17 ha. Cao cái đế này lên là 11. Liên nghĩ là cái này 12, 17, 12. Để Liên quay là cái dáng rất là đẹp. Super ben nha, đỏ vàng nha, dáng nha. Mấy chị ngắm dáng. Sorry để một chồng không có tham để bưng ra. Cây này Liên bán 170 đồng, gọi Liên nha. Tại 17 inch. Có 170 đồng. Nè. Super ben bây giờ dáng nó quá đẹp luôn mấy chị ơi. Trời ơi nó quá đẹp. Ui da. Thích cực. Đây nè, super ben này nữa nè. Super ben này là bữa on sale rồi nè, nó lên màu rồi nè. Hôm nay là Liên rình on sale một giá nữa nha, là Liên bớt là Liên muốn bán cây này 120 đồng. Rồi mấy chị chụp hình gửi Liên đi, không gửi không gì hết. Một đợt clearing cuối cùng. Tại vì Liên quá nhiều. Giá tốt có rẻ nha. Có rẻ mới bán luôn nè. Rồi đó 10, 12, 13 ha. Cao 120 đồng gọi Liên nha. Tại vì muốn bán mấy cái này giá rất là tốt. Này mấy chị nhìn cái liền Liên chắc mấy mấy trăm cây. Bây giờ Liên bệnh mua order quá mà bán không kịp. Còn chỗ nhai cái này phía xà chuẩn bị lên màu 95 ha.
giá tốt, cây đẹp, khỏe, không gãy, không gì, tỉnh, có rễ 95, giá rất là tốt. Trời, cây này chị ép đẹp quá. Cái này ly nè hay ti nè ta quên nè, bự đẹp, có rễ này, tưới nước vô màu đỏ lắm mấy chị ơi, nó đẹp lắm. Đây hàng chùm nè, bóng nè, bóng đỏ nè, mấy chị thấy không, quá đẹp đó. Cây này giá tốt, cây đẹp luôn, 70 nha, thân tốt nha, 70 cây này đó. Mấy chị ơi mua thêm đồ đi là còn là 65 nè, mấy chị coi nè, lá khô. Mấy cái cây này đẹp lắm, cây này phải quay ra, liên quay sơ sơ thôi nha, hàng rẻ hàng đẹp có rẻ nha. Dáng này mà lên lên chậu là hết biết luôn á. Giờ thấy quay đi, giờ nên cảm thấy đem tới kiếm mất thời gian. 15 ngàn ha, lượng hai dòng cung. Cây này có rẻ mùa này mấy chị đem về chậu mà tốt nhất. 2 3 4 5 ngang tay luôn, lượng nha. Cây này nó tên là On the Sunset Glow nha, Sunset Glow dáng rất là đẹp. Này lá khô nha, kiểm tra hàng ha, rất là đẹp luôn, nó lượn qua tới cuốn bên này luôn vậy ta. Ây da, nó lượn luôn rồi mấy chị ơi, nó dày quá. Sunset Glow 170 đồng, gọi liên liền nha. Bây giờ không còn giá, giá này là vừa rẻ vừa đẹp vừa tốt, 170 nha. 170 đồng, giá tốt mấy chị ơi, có ăn có rẻ đẹp nha, lên chậu là phết phịch luôn á. À chưa có cái này thì gói ghém mua đi, tại vì Liên thấy lên màu thường thường cây này phải 200 mới bán, chị nhìn là lượng thấy ghê không. 170 gọi liên liền cây này nha. Rô nha, rô này bỏ chậu cũng đẹp lắm nè. Ây da xin lỗi, rô bông hồng nhỏ nha, nhưng mà thân em hơi mỏng nha. Cả chịu chịu hoàng, dáng này bỏ chậu rất là đẹp. Cái này Liên sẽ bỏ vô chậu cong thành đuôi cong á, rất là đẹp. Hoa nhỏ 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 nhỏ. Cây này Liên bán gọi liên liền nha. Hoa không là 150 ha. Thân mỏng nha mấy chị, nhưng mà có rễ nha. Đó. Này là ai yêu hồng. Cái hoa hồng này màu hồng hồng đỏ nhỏ nhỏ nha, 170 gọi liền nha. Nô 150 chứ hả? Xin lỗi, như nãy Liên bán 150. 150 xin lỗi, 150. Nói tầm bậy. 1 2 3. Cái này có dáng nha mấy chị. Thân già nhưng mà nó có cái bản này để vô cái chậu cong hết biết. Liên có một cái cây dáng quái hàng va nha, nó lên sẽ lên màu nha mấy chị. Đây nè, mấy cây này đẹp lắm. Đây nè, dáng cực kỳ quái luôn. đẹp. Cái này mới tỉnh nha, rễ rất là ít, nhưng mà cây khỏe mạnh nè, không bị gì hết ha. Cái này vết nứt của nó chứ không phải gãy nha mấy chị, nứt cái da của nó, loại cây này nó hay nứt lắm. Thì cái dáng này Liên sẽ bán giá đặc biệt là 140. Yeah, 140. Đây này, dáng quái như con rắn cuốn cuốn mấy chị ngắm giùm Liên. Rồi giờ Liên không đem xa được. Đây, thấy cái nào mà quay cho đó bán. Đẹp không mấy chị ha? Nhổ lên thường thường này có rễ nhưng mà nó sẽ ít rễ, nhưng mà mùa này là mấy chị đem về dưỡng tỉnh đẹp lắm. Hàng va nha, đỏ kim nè, không chị thấy hàng va không, có hai cái bông, 140 đồng nha. Thân không bị gì, không gãy không gì, chỉ có dáng quái thôi. Ơi quái ơi là quái luôn, ai thích dáng quái gọi Liên nha. Cây khỏe mạnh bóng tỉnh nè mấy chị thấy không. Đó, cái này là nó Liên thấy nó ngã quá, dướng chỗ Liên trồng mà để cái đũa thôi, đừng cho nó ngã nữa, chỉnh á. Giờ lấy ra vẫn được nè, mấy chị thấy không. Yeah, đó, không có bị gì hết ha, 140 đồng. Ở phía sau thì dáng chưa tỉnh, ai mà muốn thì cứ gọi Liên, Liên cũng ship luôn, tại cây này cũng đẹp lắm. Yeah, Liên chân quái với lại bông. Cái này nè, chậu này Liên collect, Liên thích mấy cái chậu này. Dây quái tỉnh nè, có bông nhỏ 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 nè. Mấy chị thấy không, cái gì da khô của nó không sao hết nha. Mấy em này nè, đó tỉnh hết rồi. Liên biết là quay về mấy chị không có hình dung, nhưng mà nhìn cái dáng trước đi, lá lên là đẹp tuyệt vời luôn á. Giống mấy cái cây mà nó Liên khoe mấy cái dáng á,
tại vì cái này cái dáng này đẹp quá. Ây da, ây da, đẹp quá đi. Cây này thì giá khác mấy chị ơi. Ây da, cây này bự hơn đó. Ai muốn mua về dưỡng liền mùa này là về là vô chậu là lên lá tươi tắn hết. Còn không, để vài bữa nữa nó cũng lên lá. Đây, quá đẹp. Trời ơi, nó lượn quá đẹp ha. Rồi, cây này thì Liên ký báo giá đi rồi, mai mốt. Ôi, cái băng keo quá trời. Còn để nguyên. Ây da. Ui da, đau quá. Ây da, nó nặng quá mấy chị. Rồi ngắm giùm Liên giá đó nha. Cây đó Liên bán 170 đồng luôn mới bán được. Tại to lắm à, tại nó chưa đậu sòn. Tại cái dáng thân dày nha mấy chị. Hàng va 170 giá tốt. Hàng thường thì cũng có 100 mấy rồi. Ây da, cái này 140. Giá quái hai quạt. Nó cũng hai quạt. Rồi có gì bán nữa không? Bên kia Superben 150 kìa. Superben 150 nè. Ngắm cái dáng được không? Này bưng ra là đẹp nha. Tại vì Liên để trong đó cũng 15. Cái áo cái này cũng 12 hơn. Dáng chắc phải bưng ra quá. Dáng 150 nha. 150 đồng cái này. Thôi chắc 40 phút rồi. Bữa nay bán ít. Bữa nay quay Liên cảm giác là Liên mệt á, quay không nổi. Ây da, giờ muốn bán mà giờ đi tự nhiên đang mệt quá. Rồi có mấy cái nào đi rồi Liên sẽ bán nha mấy chị ơi. Cái này hàng à, ây da, trời ơi hôm qua nó đổ tham lum. Cái hàng y chi màu lên tỉnh đẹp rồi nha. À, mấy chị thấy không, gọi Liên nha. Liên bán sale cái này đi nha. Đó 30 đồng Liên sale cái này đi. Tại hàng va nha mấy chị, bự lắm. Đó có chỗ để nữa. 30 mà mấy chị. Hàng ý chi này 30. Đây nè, 7 inch bự ha. Mấy chị biết không, cái hàng này á, thường thường một bông này thường thường phải 50 trên góc xài. Nó màu hồng cam rất là đẹp. 30 ha, Liên xe cái này. Để đâu ta? Để đó đây. Cái này cũng có rễ tỉnh đẹp bự luôn ha. Liên cũng xe cái này luôn nha. To đẹp 45 đồng. To đẹp 45 đồng. Có rễ đẹp lắm. Star nè. Star đang trồng có rễ. Bên này Liên bán hàng sale cũng nhiều lắm mấy chị. Còn cái này á, cái này là Gotland va dài ha. Rất là đẹp. Liên dưỡng rồi. Bắt đầu lên màu hồng nhạt rồi ha. Thì còn dưỡng thêm. Nhưng mà ai cần cái này thì Liên bán cái cây này 70. 70 đó. Liên có mấy bụi. Còn cái loại đằng kia nãy Liên quay là 80. River Son bắt đầu ra đây, có màu đẹp không mấy chị ha. Liên không có giờ để vô chậu nữa. Cây nữa nè, Gotland nữa nè. Cây này nó là pink glow á, mà vài bữa nó lên màu hồng mà giờ không thấy hồng. Trứng cá nó đang lên màu. Trứng cá mọc khỏe ha. Liên đi chăm sóc cây nè. Cây dưỡng. Cái cây này là Liên sẽ bán. Cây này đẹp lắm á chị, bự lắm. Cái này cũng lỗi của Liên. Hôm bữa Liên khiêng cái gì á. Người ta không hạnh, nó cũng còn đẹp lắm mấy chị. À, Liên sửa cái chỗ, cái kệ. Cây này bữa nào Liên chỉnh đúng là cho mấy chị coi. Làm mà đi không ngó ngàng, tới lên màu đẹp quá ha. Chậu nữa nè. Liên sẽ sell cây này nha. Bây giờ Liên muốn bán cây này là 550, mấy chị gọi Liên liền nha. Tại vì cây này là hàng to, có một cây, một à, cây, hai cây chứ, không có thước ở đây. Nó tài đại, một gan. À, Liên chung sâu lắm, 2.5 gan hơn. 1, 2, 3, 4 gan gì đó. 550 cái này. Mấy cái hàng này khó kiếm á chị. Liên trồng lâu rồi, hàng khỏe đẹp.
Pantheon với lại kiên con đẹp lắm. Cái lá này kiên con này giống như Garnet đó, nó đỏ lắm, đỏ tím. Bây giờ không có chỉnh đốn hoa đẹp lắm mấy chị ha. Cái này là giống như Godet, nó không có, nó cam cam, nó hồng hồng vậy đó mấy chị. Đó, nó ra màu vậy đó. Còn cái cây Pink Lady á, nó sẽ đậm hơn. Cái đậm của nó là Pink Lady đậm lắm mấy chị ơi. Nó cũng nhả ra nhưng mà cái gạch nó lúc mà lên chuẩn màu nó đậm. Còn kia là nó có làm cỡ nào làm nó cũng là Riverstone tím, tím hồng, nó không có đậm giống như màu này được. Nó sẽ lên, mấy chị sẽ thấy nó đổi màu dần dần nhưng mà nó hồng liên bán qua hết rồi. Anh liền nhớ được cái bông của nó đó. Đẹp quá. Giờ nó ấy da, chết rồi, bây giờ chỗ. Đây, cây này mỗi ngày mỗi đẹp nè mấy chị ơi, có chị nào mua không? Bự lắm, to lắm. Liên nói là Magic Go nè, bắt đầu lỗi nó vàng nè. Cái bụi này nè, cái bụi này nó cũng nó lúc nó mới về đó mấy chị. Hay thấy thấy tội nghiệp không? Chắc Liên sẽ tưới cho nó một cái 80 cái bụi này. Liên sẽ tưới nước cho nó, tội nghiệp quá ha. Cận này Liên vô chậu thì nó đẹp. Mua hết luôn rồi. 85 80, tại mấy bụi này lớn lắm mấy chị, là size khổng lồ luôn á. Giờ đèn cho nó tỉnh lên. Lá nó bị bên rồi. Bye bye mấy chị nha, Liên sẽ làm clip khác đi chứ để dài quá. Liên sẽ cố gắng bằng tay nè, mấy chị thấy bằng tay xinh bông. Liên sẽ cố gắng nó chính ra phụ Liên quay cho lẹ để bán hàng á, mệt. Tại chính nó mới đi nhỏ. Chính ra thì quay nhanh gọn lẹ ha. Cây này có rễ nè mấy chị, màu lên tỉnh đẹp lắm mấy chị ơi. Lý do nó đây nè, có sao Liên bán vậy, hàng có rễ nha, tốt đẹp nha, cao to. Liên rưa rừng cái này ai gọi Liên, Liên bán giá rất là tốt mà. Cao to ha, hàng có rễ là một hai gang tay luôn, hai ba nhánh nha. Ngắm giùm Liên nè, cái sườn của nó nè, cây không bị gì hết nè, cao. Quên, xin lỗi, cây dưới nó không có thân bị, nó chỉ là cái khúc này nè, là cái nhánh nó gãy cái ấy, nên Liên cắt cho nó đẹp mà nó khô. Mấy chị ngắm đi, có sao mua vậy, mấy chị gọi Liên đi 50 cây này nha. Liên bán 50, cái này là diamond của Liên á, diamond của Liên, vườn Liên bán cái này 120, 140. Ngắm kỹ giùm Liên nha, Liên sale là không phải là thân dưới nó hư gì mà sale đâu đó, thấy mấy chị thấy không? Để nhánh gãy á thì mấy cái hàng này gãy Liên sale rẻ, giá tốt. Đây, ai online vẫn ship được nha, tại vì cây này nó không có phải bị vấn đề chút xíu gì đó thôi. Dán thì Liên đã tỉa rồi, 50 nha, Liên sẽ dán vô cái này Liên. Kiếm chỗ bán Liên hết chỗ rồi. Chanel 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 này á mấy chị, nó cao lắm mà điều nó đang chưa có tỉnh đứng lên á, dáng nó quằn quại nè mấy chị. Ai mua cây quằn quại này Liên bán giá đặc biệt cho mấy chị, 60, giải quyết nó luôn, hàng tốt đẹp. Chị có cái tướng chưa ngóc đầu dậy. Liên kiếm chỗ nha, chứ Liên để lên thẳng thớm thì nó cũng bình thường, không có gì hết. À, Liên muốn có chỗ 60. Cây này đẹp quá nè, cho nó xích đang tỉnh nè mấy chị. Thôi ngừng đi, để bán hoài mệt quá, mấy chị coi cũng mệt. Liên hẹn clip khác đi, làm sẽ làm liên tục cho mấy chị. Tưới nước cây đó ha, cây đó là tưới nước. Vậy cây này không có gì nha mấy chị, muốn bán thôi 50. Lúc mà Liên hỏi cây nào là mừng báo giá lại giùm Liên, tại Liên cũng cầm cái giấy theo, tại mấy cái giá đi rình đó. Cây đã bự quá trời, đi lo cây đi, không lo nổi nữa nè, đã rụng quá. Mấy cái dáng quái này Liên cũng sẽ đem ra bán hết nha, chờ Liên nè. Liên có cái này chút xíu. Cây á,
dễ nó gãy á, nhưng mà nó mọc lại mấy chị thấy rõ ràng ha. Đó thì cái dạng cây này nó sẽ mọc lại hết, mà trước khi đó là Liên dưỡng rồi Liên mới ship đi đó. Bữa Liên nói mấy chị là Liên không có ship đi nha, nhưng mà đó rồi cái nó mọc con lại, mấy chị thấy thương không đó, trời ơi nó gãy thấy thương luôn. Đây nè, rồi nó mọc cũng thấy thương luôn, mấy chị thấy nó mọc ghê không, ghê hồn không. Đó mấy cây lợi hại lắm mấy chị ha. Nó hay quá à, dáng rất là đẹp. Liên sẽ đem ra kia đó, ánh sáng á, là mấy chị thấy cái màu nó đen đỏ đẹp lắm. Này vừa chùm vừa cây ha. Đó, đó, đó. Đó, 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 đó. Rồi cái này cũng sẽ chuẩn bị bán luôn nha. Đó, 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 đó. Bữa Quyên Liên quay cái cây này lần rồi mấy chị, cái này là thân nó không bị gì hết, thấy không? Là về nó gãy á, Liên nói là Liên không có ship đi được hết, Liên phải giữ, mà giờ mấy chị thấy rõ ràng nó lên em bé quá trời, nhưng mà vẫn chưa bán ship được, tại bé mới mọc và cây yếu lắm. Bây giờ mình phải chờ nó khỏe mạnh lên nữa là mới bán được. Nhưng mà mấy chị mà mua ở đây á, muốn giá tốt mà cây đẹp về dưỡng thì đem nguyên cái này về dưỡng á, thì Liên cũng bán giá đặc biệt vẫn bán được nha. Chỉ có shipping thì Liên ngại, tại nó lá non nhiều quá, nó phải đợi ra chút xíu khỏe giống vậy thì mình mới ship an toàn được. Cái này vẫn còn mới, nhưng mà ai muốn trải nghiệm, muốn giống Liên á, để về cái nó lên tới đâu thì về thí nghiệm, Liên sẽ bán cái giá rất là tốt cho mấy chị ha. Này nó có tầng tầng lượng lượng nha, cây có rễ bảo đảm tốt khỏe nè, thân rất là chắc. Nhưng mà online Liên không ship cây này được, chưa tới nó lượng. Online Liên sẽ bán những cây đặc biệt khỏe mạnh này, đó nó lên tỉnh táo hết đó, nó dày cuồn cuộn như vậy thì Liên bán online. Cây này phải chỉnh đốn rồi, bữa giờ cũng bận quá. Ui ui bông hồng nó chịu chịu, hồng của tim nó đẹp quá rồi, nó lên màu rồi. Tỉnh rồi, đẹp quá ha. Mấy cái em nhí nhí này quá đẹp mấy chị ơi. Quá đẹp. Giờ Liên sẽ bưng ra chưng đó. Nè mấy cây lượng lượng là Liên ship được hết nè. Cây này cũng ship được luôn, nó dày vậy đó. Cây này thì mình ship lá nó không có rụng nữa, hồi nãy em bé mới ra đó. Liên chia sẻ tận tình để cây nào Liên sẽ bán được, cây này sẽ không. Thí dụ cây này hôm bữa Liên đã quay một lần rồi, rất là rõ ràng nó gãy ha, nó lên cây con ha, mà Liên cắm nó, lỡ cắm nó, thật ra nó là lượng sống như vậy nè mấy chị, đứng lên nó lượng rất là đẹp, mà lúc mà Liên bận á, Liên làm đỡ nó thôi là nó như vậy. Xong khi mà nó mọc em bé lên á, nó nhỏ xíu giống như cái nãy Liên quay á, Liên không bán ship, even nó tỉnh Liên cũng không có rỡ là vợ đứng. Bây giờ nó khỏe mạnh rồi nè, nó to rồi, Liên có thể đổi cái chậu này, không phải đổi mà là sẽ dựng đứng nó lên. Tại vì Liên về nó là một cặp xoắn nước xuống như vậy nè mấy chị. Thì Liên ID của Liên là Liên định chơi mấy cái thác nước đổ xuống đó. Ba cây lần. Tuần này nếu mà Liên xe không được á, mấy chị không có chốt á, thì Liên sẽ vô cái design mới để chơi, xong rồi môi ra bán lại cũng không sao. Lý do tại vì Liên thích làm cho mấy chị cây khỏe, ý Liên nói là cây khỏe mình làm sao cũng được, đẹp quá ha. Liên sẽ trưng bày một cái collection cho mấy chị coi, rất là đẹp. Về dán mấy cái loại này chăm sóc làm sao, rồi mấy chị thấy không, cây khỏe mạnh không. Cây này nè, Liên cũng bán 130, Liên có 2 bụi ha. 130 gọi Liên đi. Nè, đây nữa nè, cái đỉnh đầu nó hoa vàng hết, cứng cáp. Nó rớt lá mà nó mọc lại. Cây này rất là khỏe mạnh. Thật sự ra mà nói, nếu mà Liên có tham có giờ, Liên chắc khe nó thêm 1 tháng nữa nè. Thường thường mấy cây này là bán thật sự muốn bán để mấy chị bỏ công thời gian dưỡng á. Chứ mấy cái này giá thật ra 150, nếu mà mình trồng tỉnh đẹp mà nó mọc thêm cành thêm giá thôi, tại vì đường shipping nó cũng nặng, thân nó cũng già lắm mấy chị coi nè. 130 mấy chị chốt Liên đó, chị nào mà chưa có thì hãy gọi Liên, chừng nào mà chị nào có rồi mà muốn vườn mình nó full đầy á
mua thêm đi, tại vì giá tốt, mua thêm bỏ vô cho nó nhìn nó đẹp. Liên là Liên muốn gom lại lắm mà bận quá, nó dễ thương quá, nó thích nước quá. À, Liên có về thêm ly chì nè mấy chị, dáng ly chì rất là đẹp. Ly chì này 101, đẹp lắm, 100 chứ, nó lộn, cái kia nó bự hơn, xin lỗi, cây này 100, cây kia bự lắm. Một hai găng tay ha, dáng rất là đẹp, bông không mà quay sơ đi, để nó máy bay hoài mà không có máy bay được gì hết. Quyết tâm, quyết tâm bữa nay mình sẽ lên sống. Cái này là khác ly chị, cái này là bữa mới bán cái gì quên rồi, khác ly chị nó ra on low no, cái cây gì mà mấy chị mới mua tức thì nè, bự lắm, cái bông bự lắm, mới quên mất tiêu rồi. Hai cái bông nó khác nhau. Đây đây nó sẽ đỏ thêm nha, nó là dạng khác, hôm bữa mới bán cái chùm bự lắm mà quên, tự nhiên này không nhớ. Còn đây là ly chì để cho mấy chị thấy, mấy chị phân biệt được không, nhưng mà khi mua về thì Liên chia sẻ chút xíu, nó đỏ hơn cái này, nó đỏ, nó hồng tím, còn cái này cũng hồng mà hồng về hướng đỏ, nó sẽ đỏ nữa. Cánh tròn, lá nhọn, cứng cứng, bên này sẽ mềm như tơ vậy đó, khác nhau á mấy chị nè đó. Nhưng mà mấy chị nhìn đố ai biết được. Cái này là cái gì bữa Liên mới bán, để Liên nhớ tên quên mất tiêu, lấy ly chi đó. Mà mấy cái giá cây này loại mới, màu rất là đẹp, hôm bữa Liên đã bán cái cây này là 90 95 gì đó, có hai cái bông dễ thương lắm, 1,5 ngàn nữa. Rồi cái này 100 thì bán giá rất là tốt. Thì đó cái màu là ly chì, ly đó ly chì còn nữa nè, bông ly chì đẹp không mấy chị ha, hồng tím hồng, nó gần giống Riverstone luôn á. Ba cái cây đó mà đem vô là nhìn không ra đâu đó, cái loại đó đó. Nhưng mà Riverstone thì nó cũng những dạng khác với ly chì, với lại cái cây gì mà hôm bữa mấy chị muốn mua đó nó Onslow, không phải Onslow, nó gọi là cái gì tự nhiên Liên quên hẳn là cái gì, thôi lúc khác. Hôm bữa mấy mà chị mới mua đó, mấy quên mất tiêu. Pesto đặc biệt, thiên quyết hai màu. Ai muốn collect không? Quá đẹp luôn. Y da, quá đẹp này. Hai màu luôn. Cái loại này, một buổi này Liên bán 80 nha. Thường thường 85, mua gì đi, Liên bán 80. Bye bye. Hôm nay số điện thoại của Liên là 408 834 5979 ha. Hôm nay là